Ui rồi, bố bán cây đẹp thế, chưa kịp xem là... Ui, đẹp quá nhỉ. Đây đây cái gì kết vào, xé vào, thành rồi không? Có cái gì đâu, bỏ một đây đây. Đường vi này, nhìn cái thân sướng. Kéo lại cả mưa đi. Nói một câu thôi. Nói một câu thôi. Em lại em có nhà anh thêm không? Không mà. Không gì. Liệu giá mà không anh bán đấy. Mua bao tiền? À gần 2 triệu á. Bán liệu giá mới giảm anh bán đấy, thợ mới giảm anh bán. Anh cũng bán mà, được thì về Tây chơi thôi, có gì đâu. Quá. Wow. Em thì lạ gì bố ở đây. Đấy, đẹp ghê đấy. Em này. Ồ, đây nó không ở đây, người. Quá, mùa cây em không phải là khách khứa qua đường đâu. Ngày nào em chợ đây. Muốn liệu ở đây cái nhà này rồi quét giết hết. Đây là nó kia rồi. Quá, em nói cái gì này. Đấy, cảm ơn. Anh nhà hỏi thì bảo anh kể. Rồi. Tí nữa nhá. Dạ. Tí nữa ra, đang bận tí. Rồi. Quá đẹp. 3 tiền à, đây huynh. Lấy cái này 3 tiền này. À đổi ấy mà. Đổi gà mà. À thế à? Tết nhà ông ấy bắt mấy con gà, bây giờ lấy cây. Ờ được. Em ngồi lên rồi. Hai người đi xe ra. Hai thằng đi một xe mới khổ. Đẹp quá. Nói nhanh nhưng mà đéo về không? Hai con gà chụp hiền chứ. Ui, lục vườn đẹp quá không ạ? Thôi còn cứ để đấy, viện nhà bán đâu phía sau mẹ. Tắm trâu đẹp quá nhỉ? Mua đéo. Đấy vừa trả... Em để đây biết chơi cây, phải chụp chết không? Ừ, rồi. Vâng, lúc nào tranh thủ mới đi được. Chú tí ạ, cháu có khi lại lấy cái ổi đằng kia. Lấy có khi lấy cái ổi nó to kìa. Ông ấy đang gạ 25. Theo chú nào. Cứ bị mê ổi khổ thế. Cái cây hôm nọ cho ông lấy rồi. Cây mà có quả hôm cắt rồi. Lỗi nhiều quá chưa ưng được. Này mà cắt thì đau lắm. Cây ba thân đấy chị. Đấy. Cây bỏ hết lá đi nhìn nó. Cắt thì mất hết. Mà để thì không được. Khó. Vâng. Lại phải 5 10 năm nữa. Cây. Rồi nuôi trúc vàng nhanh mà. Vâng. Đấy, nhấc bỏ ra chậu này. Cứ bị mê ổi khổ thế. Cái ổi. Ổi với từng vi. Ủa này bán được nhiều cây thế. Gạo à? Gạo. Trồng này chắc không sợ đói đâu. Gạo nhà. Me rừng này, me rừng này. Này cắt hàng quá nhỉ. Hai cây bao nhiêu nhỉ? Hai cây nào không biết?
Dạ. Tivi à? Xin em kể đây. Ôi, phụ nữ mà chơi máu qua gấu quá nhỉ. Ôi, biết tiêu tiền đấy. Ê, trời ơi, mới sướng nhỉ. Tính ra bố chấp nhận mang ra chợ là hơi ấy đấy, nhưng mà cái này, bố bán cái cơ giấy rồi. Bán cái truyền đạo mang ra chợ. Thế thế giấy đẹp thế, bán ở Sơn Tây nhá. À. Bán ở đây chỗ về Sơn Tây. Hay đấy. Ủa này nhìn. Mẹ mày nha, cần là hai trăm mai, hai cái chục năm đẹp. Tốt nào rồi, thì phải lấy giấy tao mang đi. Ra đây thắt đường. Đây, đây. Ô bằng này thấp thế nào? Đây, đây sướng nhỉ. Kìa, mấy này, kia này, từ vi nữa này. Vừa nãy chạy qua vẫn kịp xem cái tường vi tí. Được, hay chợ là không có chỗ nào đẹp bằng chỗ này rồi. Chú thì không có nhiều tiền tiền à? Vâng. Cầm cái vài ba triệu thôi nhưng tôi nhìn nó mắt chạy. Chú này đang giảm có hai. Toàn cây là có tương lai. Càng chơi càng ra tiền. Cái này của cháu đấy. Cháu có tuần, cái sau tuần này cũng hồng. Đó, tiền của mình đâu? Đấy cháu. Bà quần báo xong cứ nấn nỉ chị Hoa, quần báo nó không bán. Lấy cái xanh, cứ nấn nỉ cái này mà không bán, nắm đi. Ngắm về rồi mất ngủ đấy. Không, tiền cháu ạ. Không mua về mất ngủ đấy. Cái tiền đi chơi. Không mua về mất ngủ đấy. Bây giờ thấy bình thường tí ra ăn cổng lại. À là cháu. Đúng không? Này con tay tới đây. À thế à? Xem tầm 2. Ồ. Đấy vừa mới quay cái tùng đằng kia. Cái tùng này. Rất bay kìa, lại nhu cái lộc lên hay lắm. Tùng khu vực rồi là đỉnh cao là đây rồi, đẹp lắm, sạch sẽ, chơi không ạ? Cái thuần thiết cái nhìn có hồn không ạ? Càng nhìn càng mê. Đối với cháu thì là đẹp rồi. À, thế mày bởi vì mình làm cây là mình biết bao lâu mới được như này. Khó lắm, có thể ông là người làm được ra đẹp nhưng mà nó còn có thời gian, còn là phải chơi như vâng. Lao cạnh cầu vượt, thăm một tí cho cháu mình luôn. Vâng. Về sáng về chè được ạ? Dạ vâng. Nếu định về sáng cháu hứa rồi nhưng mà chưa đi được. Mà đến chơi chè rồi thì sáng. Vâng, rồi rồi, ok. Hôm nọ cháu thích cây ổi, cháu vào tận trong lấy. Cây ổi mà hôm bán ở đây này nhưng mà cái ông ở đây ông mua mất thì cháu lại phải mua qua. Đấy thì về vào tận nhà. Đẹp không ạ? Cây chắc chắn đúng không ạ? Cây cháu, của em là cây chắc chắn đấy ạ. Cháu chuyên mê ổi đấy, không rất mê ổi. Phải sẽ tiền hợp lý thì không phải lắm. Quay cây này này, đẹp. Đấy. Cái đấy rồi, ok rồi. Quá. Cái này quá. Cái này giữ được bán.
Đường đi nghệ thuật đấy, cây nghệ thuật đấy. Cái này đấy, nói chung không thích lắm, cây cây xong cũng trả lấy thì đàn bà là mua. Tưởng Huy này nghệ thuật. Nó đi ngắm ra. Đéo là sướng của bán tán tác rồi. Chưa mua anh mấy cây xanh. Tưởng Huy này nhìn nghệ thuật đấy. Con hắn đá mà, bỏ ra luôn, hắn đá luôn. Đá, bám đá. Nghệ thuật đấy. Cây nghệ thuật là cây này đấy. Bên này ít cây mà toàn cây đẹp, sạch sẽ, đúng không? Toàn cây sạch sẽ mới đi đẹp.